khó tìm đường đến nhà hàng Quán Họ Hứa đi. Đừng lo, trong video ngày hôm nay, nhà hàng Quán Họ Hứa sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách đi đơn giản nhất nhé. Nếu bạn bắt đầu đi từ hướng đường Tố Hữu qua ngã tư Vạn Phúc, hãy chú ý bên phải đường là cổng chào khu đô thị Dương Nội. Đối diện khu đô thị Dương Nội chính là cổng sắt hình vòm của khu đô thị Văn Khê. Hãy rẽ trái vào khu đô thị Văn Khê nhé. Đi thẳng qua ngã tư thứ nhất, bên tay phải của bạn chính là tòa chung cư CT3, bên tay trái là chung cư CT4. Tiếp tục đi thẳng tới ngã tư thứ hai, bên phải bạn chính là chung cư CT1 và bên trái là chung cư CT2. Hãy tiếp tục tiến tới ngã tư thứ ba, phía trước bạn chính là một bùng binh. Hãy men theo bùng binh để rẽ tay trái nhé. Từ vị trí này, hãy đi thẳng 250m, bạn sẽ gặp ngã tư đầu tiên trên đoạn đường này. Tiếp tục đi thẳng 150m nữa, phía trước bạn chính là biển chỉ dẫn của nhà hàng Quán Họ Hứa. Hãy đi theo biển chỉ dẫn, rẽ phải 50m và bạn đã đến đúng vị trí của nhà hàng Quán Họ Hứa rồi đấy. Bạn có thể sử dụng Google Maps để tìm kiếm vị trí của nhà hàng hoặc vui lòng liên hệ tới số hotline 0981 040401, 0981 040402 để được hỗ trợ nhé. Chúc bạn có một chuyến đi an toàn và bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở nhà hàng Quán Họ Hứa nhé. Xin chào!